Từ 16 giờ 30 ngày 30 tháng 4, lượng xe cộ bắt đầu dồn đến phà Cát Lái theo hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Dần về tối, tình hình ủng ứ càng trở nên căng thẳng hơn, hàng trăm xe nối đuôi nhau đi rất chậm. Do việc ủng ứ chủ yếu ở luồng xe hơi nên người dân đi xe máy dễ thở hơn. Tuy nhiên, một số xe hơi vì nóng lòng đã chạy vào luồng bên trong sát vỉa hè, khiến có lúc giao thông hỗn loạn. Trao đổi với tuổi trẻ online chiều cùng ngày, đại diện xí nghiệp quản lý phà thanh niên xung phong, đơn vị quản lý phà cát lái cho biết, Dự báo chiều nay và ngày mai sẽ là thời gian cao điểm người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày khoảng 65.000 đến 70.000 lượt khách, ngày bình thường hơn 40.000 lượt. Để giảm ùn mứ xe cộ và giúp người dân mua vé lên phà nhanh hơn, đơn vị quản lý và các lái đã cử 100% lực lượng nhân viên làm việc, một số nhân viên sẽ bán vé từ xa, đồng thời chạy tối đa 8 phà chở khách, hơn bình thường 3 phà.